Có ăn không? Có. Ừ. Đúng mà. Đi cầu ăn bỏ. Đi sát sát ở trong đó, đừng có đi ra quá xe. Quá trời mỏng luôn. Thấy không? Ăn gì không má? Ú, bánh tráng Đà Lạt thơm ghê luôn. Khác cả xíu mại bánh bao, món của ba tàu mất. Dạ. Chợ anh chợ Cần Thơ kia nè anh, trước mặt mình là chợ Cần Thơ nè. Chợ nè. Có mà anh hất ra đi, anh loại đây đó. Ở trong chợ vẫn còn bán tùm lum đồ kìa nè anh, ở trong chợ vẫn bán nhiều đồ kìa. Đây nè, đây công mỹ nghệ đâu nè. Ăn xôi không? Thì mang trứng vịt lộn. Mua mấy cái nơm cái ná đây nè, về treo lên và cho biết là mình là dân miền Tây, dân nhà quê. Anh trai mua cái gì đó anh trai? Mua gì không? Mua mấy cái dừa nè. Đâu? Nè em thấy mấy cái nơm mấy ná nè, em thích quá nè anh ơi. Đây nè, anh. À. Đêm họ bán cũng nhiều quá mà hờ. Nó treo chứ không phải đội, treo một dãy. Treo lòng thòng lòng thòng. Treo lòng thòng giống là chợ. Bám sâu là nó đòi về cái này liền. Mệt rồi hả đồng chí? Mệt rồi hả? Đông viên nè. Cơ
cơm cháy kho quẹt, trời ơi cơm cháy kho quẹt kìa má, 45k một cơm cháy kho quẹt. Qua coi họ làm cơm cháy kho quẹt đó. Ăn cơm cháy không? Kia nè. Đây nè, mấy cái nồi kho quẹt vậy nè, to lên xong mình dùm cơm cháy mình quẹt thôi. Rồi anh lanh đi vô ăn cũng vui vui. Vô phòng lắc anh nhé. À, ngồi dậy ăn á. Ăn cơm cháy không quẹt không? Tám nó coi. Tám đang coi hả Tám? Con đang quay nè, nó ở nhà nó nằm nó coi má đi dạo chợ nè. Chợ đêm Ninh Kiều. À, đúng rồi đó. Nè nè nè, gấu nó giống giống mà cứ giống con mèo á, thì cứ quay 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 dừng gấu này. Gấu nó hay quay quay vậy đó. Mắc quá dễ thương quá. Chị thích cái nào? Thích mèo à? Thích mèo. Có cái gì á? Cái tâm tạng nữa nè. Đây đó. Mua mấy cái đồ bà ba mặc ở má đó, mấy cái áo bà ba, à, mấy cái áo Ủa thì lấy size nhỏ chứ tự nhiên chứ bình thường là bao nhiêu tới nhà rồi chị ba giờ mua đồ ấy cái hai bộ đó thấy vậy. Bóp bông bóp bông bóp bông bóp bông